Vâng, xin chào anh em ha. Thì hôm nay mình xin gửi đến anh em một video với nội dung thu âm không cần phần mềm. Thì mục đích video này để hướng dẫn cho các anh em muốn thu lại những cái âm thanh hay, đẹp, sạch, chất lượng cao, nhưng chúng ta tìm hiểu về công nghệ và chúng ta chỉ cần cắm các thiết bị lại và thu thôi, nhưng chất lượng rất là cao và rất là tốt nha quý vị. Vâng, thì hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em những thiết bị mình cần để chúng ta làm một cái video thu âm nhưng mà không cần phần mềm. Đây, trước tiên mình xin giới thiệu đến anh em chiếc guitar CR Custom của hãng Cọc ha. Đây là chiếc guitar mà mình sẽ làm trong video này. Ngoài hình dáng đẹp, mẫu mã, màu sắc đẹp thì thực sự âm thanh của em này mình điểm 10 ha. Ok, tiếp theo đây là em Amply AF30. Mình sẽ sử dụng effect của em đó gồm reverb ha, và lát nữa mình sẽ dùng delay cổng kho ha. Còn đây là nút effect để đưa effect lên, tất nhiên là phải nhấn nha quý vị. Bên cạnh đó chúng ta còn gì ạ? Volume của nhạc cụ. Đây là đường nhạc cụ mình sẽ cắm guitar vào đường instrument này và mình sẽ đẩy volume lên, sau đó mình sẽ đẩy các effect lên ha. Rồi, tiếp theo phần quan trọng nhất quý vị, làm sao để chúng ta đưa âm thanh vào điện thoại, thì đây là nhân vật sẽ giúp cho chúng ta đưa âm thanh kính từ Amply, lấy các effect của Amply đưa hết vào đây và đưa ra điện thoại bằng cổng này quý vị, cổng device. Và đặc biệt lưu ý nha quý vị, chúng ta phải dùng điện thoại iPhone nha quý vị. Đây, thiết bị audio box i2 của Presonus là sao cả, nó mới tương thích và nó mới đưa chất lượng âm thanh tốt nhất có thể được. Bây giờ mình sẽ lắp đặt cho quý vị coi nhé. Vâng, trước tiên mình sẽ dùng một sợi dây USB 2.0 kèm với sao cả Presonus của nhà hãng ha. Đây, dây một đầu mình sẽ cắm vào cổng USB, đầu kia mình sẽ dùng đáp sạc của điện thoại iPhone của mình ha. Đây, dùng đáp sạc điện thoại iPhone. Vâng, chuyển đáp sạc và cắm vào ổ điện 220V bình thường ha, như mình sạc điện thoại để cung cấp nguồn cho sao cả. Thì đây. Rồi, như quý vị thấy mình đã cắm nguồn cho chiếc sao cạc này. Tiếp theo mình sẽ cắm dây sạc iPhone của mình một cổng vào device, và đầu kia sẽ vào điện thoại iPhone. Vâng. Quý vị thấy không ạ? Đặc biệt khi mà quý vị cắm vào điện thoại iPhone để nhận được tín hiệu thì cái đèn PWR này nó sẽ sáng luôn ha. Còn mà khi mà không nhận tín hiệu nó sẽ chết này. Quý vị thấy không ạ? Khi mà gắm vào mà nó sáng luôn thì ok, đã nhận tín hiệu và chúng ta có thể bật video lên và quay, và tín hiệu sẽ đưa thẳng vào điện thoại iPhone của chúng ta. Vâng. Công việc cuối cùng là gì ạ? Chúng ta sẽ đưa âm thanh từ chiếc Amply này vào chiếc sao cạc bằng một sợi dây insert. Thì dây insert này có một đầu 3.5 và hai đầu 6 ly. Thì đây, mình sẽ dùng cái cổng phone của Amply để đưa âm thanh, tất cả tổng âm thanh của chiếc Amply này gồm guitar và effect sẽ đưa thẳng vào chiếc sao cạc. Mình sẽ cắm vào hai input. Rồi mình vặn hai input lên sao cho tín hiệu vừa phải. Đặc biệt mình sẽ nhấn hai cái nút này để kích hoạt chế độ đặc biệt dành cho nhạc cụ ha. Rồi mình sẽ vặn về hết input, vặn về hết input tại vì âm thanh nó vào input, sau đó gắn điện thoại. Ok, công việc cuối cùng của chúng ta là gì ạ? Bật Amply lên. Và đặc biệt lưu ý, khi mà quý vị không dùng cái đường phone thì khi mình đánh guitar thì âm thanh nó sẽ ra bằng Amply, nhưng đặc biệt khi chúng ta gắm cái dây headset này vào phone thì quý vị thấy không ạ? Không có tín hiệu. Tại vì sao? Tại vì tín hiệu kín đã đi từ phone vào chiếc sao cạc và đi thẳng ra điện thoại chúng ta. Bởi vậy chúng ta phải cần thêm một chiếc headphone để chúng ta nghe những gì ta đánh. Chiếc headphone đây. Mình sẽ dùng chiếc HD7 của Presonus cắm vào đường phone. Vâng. Vậy là mình đã lắp xong một cái dàn thu âm không cần phần mềm. Không cần phần mềm như quý vị, chỉ một chiếc điện thoại iPhone của quý vị là chúng ta đã có thể thu âm. Mình là lưu ý thêm một phần nhỏ nữa là khi mà quý vị muốn đánh với beat ở một bên ngoài thì quý vị sẽ dùng cái dây 3.5 của quý vị. Quý vị sẽ đi từ điện thoại vào aux in trên cái chiếc Amply này để chúng ta phát nhạc và chúng ta đánh. Vâng, bây giờ xin mời quý vị đến với video test của mình nhé. Thank you.
Xin cảm ơn anh em đã theo dõi video. Thì mọi thắc mắc về thiết bị và cách sử dụng lắp đặt để chúng ta thu công cụ phần mềm như thế nào thì anh em vui lòng liên hệ theo số điện thoại hoặc đến tại địa chỉ 319 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 để chúng ta cùng trao đổi trực tiếp để cho những sản phẩm âm nhạc tốt nhất của chúng ta. Vâng, cảm ơn và xin hẹn gặp lại anh em.